Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình Phước Sửu. Tôi là Kelly. Hôm nay Phước Sửu và Kelly là cùng mình là review khám phá những cái tiện ích gọi là đẳng cấp của một cái dự án khá lớn tại nhà bè cùng Kelly. Dạ, Kelly cảm giác như thế nào khi mà mình đặt chân tới một cái dự án như thế này? Lần đầu tiên em về em thấy ship và rất là tuyệt vời, tại vì cái khu này á, thứ nhất là toàn là biệt thự không, mà mình lại ngay cái trung tâm thì rất là gần là trung tâm, mà lại nó rất gần thì nó rất là và tiện ích, rất là tuyệt vời luôn. Mà trong khi cái view hồ bơi này á, nó rất là rộng, đúng rồi. Bây giờ thì cứ sự giá bà. Cả thì cũng đúng rồi, và đầu tiên thì Phước Sửu sẽ nói cho Kelly biết ở đây là những tiện ích và khá là tuyệt vời của dự án. Thứ nhất là cụm này khoảng 17.8 hecta thôi, là một cái phân khu đầu tiên của dự án Zai River County One, của tổng quy mô 350 hecta của dự án GS Hàn Quốc. Và trong cái riêng cái phân khu đầu tiên là 17.8 hecta có 3 cái lớp hau như vậy, và trong ba cái lớp hau thì có 3 cái hồ bơi rất là lớn, hồ bơi dành cho người lớn và trẻ em ha, rất là đẹp luôn. Và ở đây thì chủ đầu tư có bố trí những cái dùng những chòi tắm nắng và trồng khá nhiều loại cây. Thì bây giờ Phước Sửu và Kelly cùng di chuyển vào bên trong những cái tiện ích để mình khám phá những cái tiện ích bên này có gì đặc biệt hay không ha. Thì điều đầu tiên thì mình đúng rồi, đây là một cái sảnh tiếp khách lobby để mình có thể là nghỉ ngơi, relax. Rồi, đúng rồi ha. Rồi. Em đặc biệt rất thích là cái này nè. Khi mà mình làm việc một ngày mình làm việc về rất là thoải mái. Nên cái chậu đây là cái chậu và nói chung là Kelly được anh phụ giúp đi cái dự án thì cũng rất là tuyệt vời. Đúng rồi, quá đẹp luôn không Kelly. Ở đây thì có những cái vòi phun nước và nó đổ xuống một cái hồ bơi khá đẹp và rất là tốt, nên là cảm giác là ấm, rất là sạch, không có mùi hôi lo. Tuyệt vời, và có thể biết anh chị cũng có thể kinh doanh. Khi mà mình sở hữu một căn ở đây thì mình cũng có thể đặt về tuyệt vời để ở và kinh doanh, như là cái resort và cái kinh doanh nữa. Rồi, bây giờ thì bắt đầu mình tham quan xung quanh cái lớp học này, mình có những cái tiện ích như thế nào nữa ha. Rồi, ở đây đó, trên ngoài cái tiện ích để bơi ra thì mình còn có hai phòng tắm nam và nữ, và cái phòng tắm này là phòng tắm massage và sông hơi sauna của Kelly ạ. Em vô trải nghiệm sông hơi rất là tuyệt vời. Dạ, đúng rồi. Thì với điều đặc biệt ở đây, phòng tắm xanh thấp tầng và cao tầng Kelly. Ở đây thì có được cái hồ tắm quan sân vườn nè, rồi có rất là nhiều cái cây xanh và có đặc biệt có khá nhiều cái nơi là bạn tiện để có thể là làm barbecue ha. Kelly ơi, bây giờ Phước Sửu và Kelly cùng mình chiêm ngưỡng những cái tiện ích tại cái dự án nhà Zai River Country One này ha. Khi nãy là Kelly vừa đi qua một cái cụm hồ bơi, ba hồ bơi của dự án nhà Zai River Country One, thì Kelly thấy cảm giác như thế nào, thiết kế có đẹp hay không và cảnh quan như thế nào Kelly? Thế rồi tuyệt vời, mắt nhìn nhà hàng nhất xác. Mình tham bơi, sau đó rồi mình đã bị kêu mình lên đây có thể làm relax, thử chịu không gian ra coffee ăn ha. Rồi, như Kelly đây nhìn thấy thì ở đây thì mình có cái tiệm barbecue và là ngoài trời phải không? Ở đây thì khi mà bạn bè, những cư dân ở đây tới đây thì xa quá đó, biết không có đó thì đúng không? Rồi Kelly khi mà những cư dân và những bạn bè được mời về đây để dùng những bữa tiệc của những cư dân ở đây, thì mình có thể vừa nướng barbecue, vừa thưởng thức những món ăn và đồng thời có thể bơi, có thể stress và giảm stress và relax những cái tiện ích ở nơi đây. Thì như Kelly thì thấy ở đây có hai cái bếp nướng luôn nè, có khá nhiều bạn. Và bây giờ là Phước Sửu và Kelly sẽ khám phá một cái tiện ích cực kỳ đặc biệt, đó là tiện ích phòng một chiếc phim. Một chiếc phim nữa ta. Chính xác Kelly ạ. Thì bây giờ là sẽ cùng với Kelly khám phá cái phòng chiếu phim này. Thì trong cái phòng chiếu phim này á Kelly, thì ở đây sẽ có một cái hệ thống chiếu phim và có những cái máy pha cà phê nè, những lò nướng Vipa nè, rồi là
có quầy pha chế và đặc biệt có những cái bộ ghế ngồi xịn sò luôn. Ở đây thì mình có thể cùng với lại gia đình của mình là thưởng thức những bữa tiệc cực kỳ hấp dẫn tại nơi đây, phải không? Rồi mà mọi người là rất là thích tại nơi đây đó là những cái bộ bóng bàn, phong ga Kelly. Bóng bàn thì qua người có thể ăn xong rồi chơi, coi phim rồi đánh bóng. Rồi ở đây có cả pizza luôn. À pizza, những cái trận đánh pizza, những cái cơ thủ mình sẽ tập trung tại tại đây và mình có thể mời những người mình gọi là bạn bè cùng nhau là sẽ được cái gì thì ở đây phong Kelly. Rồi bây giờ là ở đây mọi người nhìn thấy đây một cái bàn đánh pizza khá đẹp luôn. À khá đẹp luôn phải không? Rất là đẹp luôn. Có những cái máy pha cà phê, có những cái máy pha rồi máy xay sinh tố, tất cả mọi thứ, những tiện ích cực kỳ hấp dẫn luôn. Rồi bây giờ Phước Sửng và Kelly sẽ vào thêm một cái căn phòng cực kỳ hấp dẫn mà ai cũng nên ghé đến ha. Rồi let's go. Đây là phòng trước kia nè. Wow, đúng rồi, quá mát luôn Kelly ạ. Và đây thì Kelly biết rồi đó, một cái gam màu khá đẹp và một dàn âm thanh sống động luôn Kelly ạ. Tại đây thì Kelly đúng không? Đúng rồi, ở đây tất nhiên là karaoke rồi Kelly. Nhìn bố trí khá sang chảnh không? Và ở đây thì Kelly có thể chọn những cái bài hát Kelly yêu thích và có thể karaoke cùng với cả nhà luôn. Và đặc biệt ở đây nè, một dàn âm thanh khá xịn sò và chủ đầu tư dùng những cái gọi là đèn ba gọi là cực kỳ luôn, chiếu sáng sẽ làm cho cái khung viên gọi là cái phòng này cách âm và có thể là tạo nên một cái phòng karaoke gọi là bậc nhất tại nơi đây luôn. Tha hồ sẽ tận hưởng những cái bài hát cực kỳ hấp dẫn tại đây không Kelly? Sau đó có ăn nhậu rồi tắm rồi có thể vô karaoke luôn. Dạ. Yeah. 100% thì cái cửa đây. Chính xác. Một trong những cái tiện ích mà Kelly rất khá là thích phong Kelly. Và đặc biệt đó là quý chị khi mà sở hữu những cái tiện ích tại nơi đây thì có thể là mời bạn bè để tới những tổ chức những buổi tiệc sinh nhật. Cảm ơn Kelly đã có dịp gọi là trở về Việt Nam sau một chuyến đi sinh dài cũng khoảng hơn một năm và quay lại đây với một cái dự án khá đẹp. Thì cảm giác của Kelly như thế nào khi mà tổng quan sơ qua tất cả những tiện ích mà Kelly đang cảm giác là trải nghiệm thực tế tại dự án này các bạn? Em cảm thấy là tuyệt vời tại vì em đi xem rất là nhiều dự án so sánh thì em thấy là tuyệt vời nhất là vị trí và tiện ích và thời gian khu thì nếu mình đang lựa chọn thì cũng là khả năng mình lựa chọn vị trí này tại vì nó rất là gần trung tâm luôn. Quá đẹp luôn. Quá đẹp. Và một cái cảnh quan lên khá đẹp không? Một cái lên kép thiết kế cực kỳ hấp dẫn và giống như một cái resort 5 sao tại khu vực Nam Vinh Bơ Nha Trang. Đúng rồi. Còn chừng gì nữa khi là Kelly đã chọn được và những khách hàng của Kelly đã chọn được dự án này thì quý chị cần thêm thông tin hãy inbox ngay cho Phước Sửu và Kelly theo số điện thoại hotline bên dưới và Phước Sửu và Kelly sẽ cung cấp cho quý chị cực kỳ nhiều thông tin về dự án này và đặc biệt một cái giỏ hàng khá hấp dẫn đang gọi là đang cần tiền bán góp phòng Kelly. Rồi. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở nhiều video sau.